Câu chuyện tình người. Tác giả kịch bản: nghệ sĩ ưu tú Đặng Tiến. Đạo diễn: Hoàng Tuấn. Trợ lý đạo diễn: nghệ sĩ Kim Thành. Âm nhạc: Đặng Hữu Phúc. Tạo hình con rối: Ngô Quỳnh Giao. Thiết kế đạo cụ: Việt Quang. Trang trí nhân vật: nghệ sĩ ưu tú Lê Sơn. Biên đạo múa: Khánh Toàn. Ánh sáng: Hải Phong. Âm thanh: Hữu Tuấn. Với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Phương Nhi, nghệ sĩ Thu Hòa trong vai Tấm, nghệ sĩ Phương Thanh trong vai Cá, nghệ sĩ Thanh Hương trong vai Dì Ghẻ, nghệ sĩ Ngọc Lâm trong vai Hoàng Tử, nghệ sĩ Thu Giang trong vai Già Đa, nghệ sĩ Đức Duy trong vai Bụt, nghệ sĩ Đăng Nhân trong vai Cá Bống, Gà Trống. Cùng tập thể nghệ sĩ diễn viên nhà hát Múa Rối Thăng Long trình diễn. Chỉ huy đêm diễn: nghệ sĩ Phương Nhi. Chỉ đạo nghệ thuật chương trình: giám đốc đạo diễn Hoàng Tuấn. Chương trình biểu diễn bắt đầu. Ngày xưa, ở một làng nọ, có cô Tấm, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tấm sống cùng dì Ghẻ và em Cám. Dì Ghẻ rất độc ác, hành hạ Tấm chết đi sống lại nhiều lần. Tấm buồn lắm, nhưng cũng chỉ biết khóc, để cho những giọt nước mắt làm phơi đi nỗi thất vọng của mình.
chẳng ủ ấm được nỗi lòng khô quạnh của ta. Cám, Cám ơi, em về với chị đấy hả? Ừ, chị em mình lại ra đồng bắt cua nhá. Để chị xuống gội đầu nhá. Vâng.